Những năm gần đây, Gia Lai đã tăng cường kêu gọi và thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo mặt bằng sạch để thu hút các dự án đầu tư. Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, đã có 59 dự án được các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các dự án chế biến đường, thức ăn chăn nuôi, gia súc, thủy sản, chế biến sản phẩm, nông lâm nghiệp, thực phẩm, công nghiệp phụ trợ, phân bón, chế biến gỗ, than hoạt tính, chế biến dược liệu, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng. Các dự án đi vào hoạt động giải quyết việc làm cho hơn 1.130 lao động và góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2021-2023 có bước phát triển khá.